Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lò đốt đô VinFast đói củi, vượng Vin khóa két, ngày tàn của VinFast sắp đến phải không? Lâu nay dân gian vẫn chuyển miệng câu nói nổi tiếng của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Ở trong những bản tin trước đây, tờ Thời báo .d có phân tích rằng VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng là bàn sao của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế. Nó cũng độc tài, cũng thao túng truyền thông, cũng dùng công an để bịt miệng lời nói ngay thẳng, vân vân. Vì thế, Thời báo .d lâu nay vẫn theo sát hơi thở của VinGroup và phản ánh mặt trái của nó nhằm hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư và người tiêu dùng. Đây là hình ảnh VinFast trấn an nhà đầu tư. Trong tình thế khó khăn trăm bề trên đất Mỹ, VinFast phải cắt giảm nhân sự và hạn chế việc đốt tiền. Đốt từ năm 2017 cho đến nay mà chưa có đồng lời nào, đốt đã bay 4,7 tỷ đô la mà VinFast vẫn chưa sinh lời. Không biết ông Phạm Nhật Vượng sẽ kiếm đâu ra tiền để cho VinFast đốt tiếp đây. Đó là câu hỏi được đặt ra và câu trả lời là ông Phạm Nhật Vượng chỉ có thể dùng tiền của nhà đầu tư, không dại gì, ông dùng tiền túi của ông để đem đi đốt. Những động thái gần đây của VinFast tại thị trường quốc tế như lùi lịch bàn giao xe tới cuối tháng 2, tái cấu trúc hoạt động tại Mỹ và Canada, v.v. đã thu hút sự chú ý của giới quan sát và truyền thông quốc tế. Kênh truyền hình CNBC của Mỹ đã đặt câu hỏi với bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều hành của VinFast. Bà Thủy cho biết vẫn đang theo đúng lộ trình sản xuất ô tô vào năm 2024, dù công ty vừa tái cấu trúc hoạt động tại Bắc Mỹ. Bà Thủy nói, chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho nhà máy tại Mỹ. Dây chuyền sản xuất sẽ khởi động vào đầu năm 2024 như kế hoạch trước đó. Công suất ban đầu của nhà máy là khoảng 150.000 xe mỗi năm. Những gì bà Thủy nói là những thứ sẽ xảy ra trong tương lai. Nó có thể xảy ra nếu VinFast IPO hút được vốn tại Mỹ và không thể nếu không hút được vốn. Cho đến giờ này, vốn vẫn chưa có, trong khi VinFast cho cắt giảm quy mô tại Bắc Mỹ, thì không biết liệu khả năng VinFast có tiếp tục theo đuổi kế hoạch được nữa hay không. Bà Lê Thị Thu Thủy nói như thế, nhưng tin hay không là quyền lựa chọn của nhà đầu tư. Đây là hình ảnh, nếu VinFast có triển vọng, thì tại sao ông Phạm Nhật Vượng lại khóa két sắt lại? Mới đây, tờ báo Bloomberg trích lời bà Lê Thị Thu Thủy cho biết ông Phạm Nhật Vượng không có kế hoạch đầu tư tiền cá nhân vào hãng xe điện này. Ông Vượng hiện có tài sản 4,1 tỷ đô la và là chủ tịch của VinGroup, tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực bao gồm bất động sản, công viên giải trí và giáo dục. VinFast được thành lập vào năm 2017 bởi ông Vượng và tới tháng 9 năm 2022, các chủ sở hữu và bên cho vay của nhà sản xuất xe điện này đã đầu tư khoảng 7,5 tỷ US đô la để tài trợ cho chi phí hoạt động và chi phí vốn. VinFast đã lỗ tổng cộng 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và lỗ tiếp 1,5 tỷ đô la trong 9 tháng cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2022, theo hồ sơ nộp lên SEC trước thềm kế hoạch IPO tại Mỹ. Hồ sơ cũng cho biết công ty dự tính tiếp tục báo cáo lỗ hoạt động và lỗ ròng ngắn hạn, còn dài hạn có lời hay không thì chưa có gì đảm bảo. Cho tới nay, VinFast vẫn đang tiếp tục lỗ, nghĩa là VinFast vẫn đang đốt tiền. Ông Phạm Nhật Vượng thì quyết định khóa két sắt, không rút tiền cá nhân để quẳng vào VinFast nữa, mà dùng tiền của nhà đầu tư để đốt. Vậy câu hỏi đặt ra cho các nhà đầu tư đang giao tiền thì VinFast rằng, ngay cả ông Phạm Nhật Vượng cũng khóa két sắt, thì tại sao quý vị lại cứ vung tiền cho VinFast đốt đầy? Hay là các quý vị biết rõ về sức khỏe tài chính của VinFast hơn ông Phạm Nhật Vượng? Câu hỏi đang cần có sự trả lời. Đây là hình ảnh con đường sinh lợi còn quá xa của VinFast. Hiện tại, số người Mỹ gốc Việt yêu nước theo kiểu của Vin chắc không ít. Có thể những người này dốc hầu bao ra để mua cổ phiếu của VinFast. Tuy nhiên, đây là kênh bạc đầy rủi ro. Nếu chắc chắn có lời thì không đời nào ông Phạm Nhật Vượng lại khóa két sắt như thế được. Hành động khóa két sắt của ông Phạm Nhật Vượng là một cách quản lý rủi ro cho khối tài sản kích xù của ông ta mà thôi. VinFast sẽ tàn nếu không huy động được vốn trên thị trường chứng khoán tại Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa,
Thời báo.de với bản tin lò đốt đô VinFast đói củi, vượng Vin khóa két, ngày tàn của VinFast sắp đến. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng chăm kỹ Quảng Ninh, nơi cọp giữ Đinh Văn Nơi đang ém quần. Ngay khi lên đường công du Singapore, ông Phạm Minh Chính đã cho ký ban hành nghị quyết số 14 NQCP về việc triển khai chương trình hành động của chính phủ. Ngay sau khi đi thăm Singapore và Brunei về, thì ngày 12 tháng 2, ông Phạm Minh Chính bay gấp đến Quảng Ninh, nơi ông làm bí thư tỉnh ủy trong giai đoạn 2011-2015. Mục đích là để triển khai đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố Vịnh Hạ Long đến năm 2040. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi hiện nay không ngán ai. Tại dự án khu kinh tế Vân Đồn, đứa con tinh thần của ông Phạm Minh Chính, thời làm bí thư tỉnh ủy này, ông Chính, việc kết nối của ông Phạm Minh Chính với phía Trung Quốc tạo ra sân chơi cho các sân sau, thân ông Chính tung hoành, đồng thời mở cửa cho Trung Quốc tràn vào. Một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhất của chính sách của ông Phạm Minh Chính chính là Sun Group của đại gia Lê Việt Lam. Khi ông Phạm Minh Chính về Trung ương nắm ban tổ chức, dấu ấn của Phạm Minh Chính phai nhạt dần. Vào những năm gần đây, khi mà trên thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá dữ dội, thì những vụ án kinh tế tại Quảng Ninh lần lượt bị khui ra. Vụ bị khui ra đáng nói nhất là hợp đồng giữa IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hợp đồng này được ký dưới thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở đây. Vụ án này cũng đã được Bộ Công an Việt Nam xử lý triệt để. Vụ bà Nhàn bị khui ra đã là một đe dọa với sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy. Mà ông Tô Lâm còn điều cọp giữ Đinh Văn Nơi thêm về Quảng Ninh để chuẩn bị đánh án lớn ở đây. Với ông Đinh Văn Nơi thì có lẽ ông không nể nang gì thế lực tại Quảng Ninh. Ông Nơi từng tóm 10 thường, người được cho là bất khả động chạm tại An Giang vì có quan biết quan chức lớn ở trong tỉnh. Ông Đinh Văn Nơi từng tuyên bố rằng, tôi lựa những người nào quen biết lớn tôi bắt trước. Và vụ tóm 10 thường là minh chứng cho lời nói của ông Dũng Tướng này. Đây là hình ảnh, chỉ 3 tháng sau khi đến Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được lên quân hàm tướng. Thêm nữa là khi ông Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh, không bao lâu thì Bộ Công an đã thăng hàm cấp tướng cho ông Giám đốc Công an, dám nói, dám làm này. Quảng Ninh là tỉnh giàu, có biên giới chung với Trung Quốc và tình hình rất phức tạp. Tuy nhiên, theo như người trong ngành cho biết rằng, việc bắt các tội phạm hình sự thông thường thì không khó, ai cũng làm được. Cái khó là tóm những tội phạm thuộc thành phần quan trọng trong nhóm lợi ích chính trị. Ở An Giang, vì mười thường quen biết nhiều quan chức lớn cấp tỉnh, nên không ai ông giám đốc công an nào dám diệt, ngoại trừ ông Đinh Văn Nơi. Ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh và thăng quân hàm cấp tướng là bước đi được chuẩn bị khá rõ. Cần dũng tướng, thăng hàm để tăng sức mạnh, Đinh Văn Nơi và tỉnh ủy viên để yêu cầu lãnh đạo khác phối hợp. Đây là bước tạo chân kiềng vững chắc cho Đinh Văn Nơi, làm án đã sẵn sàng, át hẳn ông Phạm Minh Chính cũng đã nhìn ra hướng chuẩn bị này. Muốn chiến lại với cọp giữ Đinh Văn Nơi và cả một thế lực hùng mạnh của Bộ Công an và Ban Bí thư thì ông Phạm Minh Chính không chọc tay vào không được. Với đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đảm bảo ông Phạm Minh Chính như trực tiếp điều hành kinh tế của tỉnh này. Đây là hình ảnh ở Trung ương ông Phạm Minh Chính chăm sóc rất kỹ Quảng Ninh. Đinh Văn Nơi được hỗ trợ tối đa từ Bộ Công an sẽ làm khiếp vía nhiều quan nhỏ yếu thế tại tỉnh Quảng Ninh. Việc ông Phạm Minh Chính thọc tay về đây, điều quan trọng nhất là để củng cố tinh thần cho nhóm đàn em trước đó của ông đang còn ở đó. Vốn đầu này gọi hoài mà đại ca không ơi, thì đại ca bận việc lớn ở Trung ương nên đành phải chịu. Giờ thì ông Chính phải tính tiếp. Không biết rồi đây tại Quảng Ninh có bùng lên các vụ án kinh tế chính trị nào lớn hay không, bởi nơi đây cũng đang được ông Phạm Minh Chính chăm sóc kỹ. Cuộc thư hùng lần này tại đây nếu xảy ra biến động lớn thì có thể thay đổi cục diện ở Trung ương.
nếu vẫn êm, dù có đi bên nơi, thì khó có thể biến động gì lớn. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Thủ tướng chăm quá kỹ Quảng Ninh, nơi cọp giữ Đinh Văn Nơi đang ém phuần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.